Ok, hello tất cả mọi người, đặc biệt là fan của mình. Và welcome to my channel. Thì mình là Valentine và hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục với series con Darksiders nha. Cái game này cái phần loát nó hơi bị lâu. Đối với mình là lâu á. Nhưng mà nó cũng chỉ có tầm 1-2 phút rồi. Samaya wasn't kidding about those worms. Wow. And the Stygian's supposed to be the mean one. Tự nhiên mình vô game cái là đã ở bên này rồi. Đáng lẽ mình phải ở bên kia chứ. Thôi mà thôi, nó cho mình qua rồi thì mình đi luôn, đâu có gì phải ngại. Đây đây. Ở đây là một cái hộp chứa linh hồn vậy. Wow. Mày. Wow. Từ khi mà mình gắn với ngọc mà tăng máu nè thì nó đỡ hơn một tí xíu. Giao tranh nó đỡ hơn một xíu. Với lại nó cũng đẹp, nó màu xanh lá. Ồ, nó rớt xuống dưới cái này chết. Wow, mình đang đi ở dưới cát nè. Không biết con sâu nó có chui vô được đây không nữa. Các chỗ này. Ấy. Xem tí chết. Ồ, quá trời vậy. Mày. Mày. Có cái lưỡi hái là người ta đánh nếu mà nó bị bu đông thì là cái lưỡi hái nó lợi lắm. Ôi giờ lại dễ đố rồi. Bờ bên kia. Và cái cục ở chậu. Cái cục ở chậu thì mình không thể ném được phi tiêu vô. Súng thì không có tác dụng với lại cái cục đó. Chỉ có phi tiêu thôi. Vậy là giờ mình phải đem cục đó xuống dưới. Chim chim đầu hôm mất rồi, nó bay cao á. Thôi kệ bỏ nó đi. Giờ chắc phải leo lên đây rồi. Đây đây, quay cái này. Khúc này mà té xuống dưới là con sâu nó quất mình luôn á, đúng không? Ê, rồi luôn. Bớt đùa đi chứ fan, tôi chỉ giỡn thôi. Một cái không. Cái này kiểu như là mấy cái phục mang dầu vậy á, vàng khoan à. Phải đi đâu vậy trời? Ok, để xác định lại. Bay lên trên đó. để ở đây có một cái hộp. Cái này là gì đấy? Cũng chỉ là mấy cái hộp bình thường thôi. Hết rồi. Khúc này là hết rồi. Thấy không? Phải đảo map liên tục nha. Bên cái này là kiểu thách đố mà. Chạy chạy. Còn sâu nó chậm lại rồi. Chỗ này là do mình ở dưới cát cho nên mình không thể lướt được. Bởi vậy tại sao mới cần cái chiêu mà ngưng động thời gian. Wow, chỉ là một cái đường vòng. Oh, hello mấy anh. Wow. Con sâu nó cắn bớt rồi mình rồi. Cậu nói như con Baron rồi. Nếu mà nó có hai cái miệng hai bên nữa thì nó giống y hệt Baron rồi. Tại sao trong sa mạc lại có một con sâu? Hết hồn luôn á. Pha đó mà mình đi nhanh hơn xíu nữa là coi như là chết rồi. Cái map này nó hơi ồn tại vì máy nó hoạt động nhiều quá. Chết liễu. Chết liễu. Đánh tí là cây máu mình đầy lại luôn. Vậy sao? Ở bên đây có hai cây cột. Ồ, hình như là sẽ có một cái đường. Một máu bẫy dập nó hiện lên một cái đường ẩn. God of War cũng có cái kill này. Bởi vậy nói mà thằng này là anh em với God of War. Cái khúc đó mình chưa đi được nha. Mình phải có một cái món gì đó. Ok, tới đây rồi. Đảo map. Đảo map. Đây. Đây. Chặt kìa. Quay cái này cho nó xuống dưới nè. Wow, ở trên là một cái máy chém. Vậy là khúc này là mình mới nhanh tay nè. Ô, chết rồi. Không được rồi. Phải làm lại thôi. Nhanh. Ghé qua được rồi. Thôi rút. đâm từ phía sau và anh ấy đã chết. Ở dưới chẳng có gì cả, nhưng mà tại sao mình nhảy xuống mình không chết mà nó lại chết, vui dữ. Đấy, cứ đẩy nó xuống là tụi nó chết à. Ơi khúc này lại phải ấy rồi. Đảo map đúng rồi. Đảo map thì có gì không? Ô, gì vậy? Mình có lại gần không? Ở trên có đường. Làm sao để lên trên đây? Ở đây không có mấy cái cục ấy. Chắc bên này rồi. Ở trên có một cây cầu nối nào đó, cho nên là chắc đi qua bên này á. Hello. Chết chưa? Wow, anh ấy chưa chết. Test súng. Mày. Rồi súng bắn chán thiệt luôn á. Cái súng bắn chán đó, nó chẳng bằng cái Shuriken nữa. Ở trên này là rồi đông vậy. Phải thử hết đám này rồi. Quay cái này chi vậy? Mày. Ê, ở bên kia có cái rừng. Ngoài kia có một cái rừng nha, đấy. Để thăm dò rồi. Nếu mà mình qua được bên đó thì mình mới mở được cái đường. Ê, trời ngu rồi. Nữa. Hay là mình phải làm chậm thời gian trước. chọi vào, sau đó quay cái này. Đó thì cái cục màu đỏ bên dưới nó sẽ bị nổ. Thôi mình muốn qua bên kia luôn. Nhanh. Tới chưa ta? Đúng rồi, đây nè. Đây, mở cái này ra. Cục hòn đá lửa. À, không phải, cái hòn đá đó là World Gel. Nghĩa là hồi lại cái nổ, đi quỷ. Giờ quay cái này xuống đúng không? Đấy. Nhắc xuống dưới này rồi. Ô, chỗ này lại quay ngược rồi. Nhanh trời. Cái khúc này nó sao á. Nó chỉ cần nó ở gần mình thôi là mình cũng bị dính rồi. Wow. Đó mình chưa có lên được tới đỉnh luôn á mà đã bị ấy rồi. Tức về đó trời. Không hề đụng luôn. Nhanh. Xuống, đây nè, trời bám vào. Nó không chịu xuống. Tất mình rồi đó. Chỗ đó đáng lẽ là nó phải xuống. Đây nè, xuống đi trời. Cứ đu hoài. Nó không chịu xuống nữa. Dướng chứ. Ơi, à chỗ kia chứ. Sốc thiệt. Nhanh. Rớt xuống không có đụng vô nó luôn mà vẫn bị mất máu. Cái game này cái logic của nó sao Đó giờ qua được rồi. Ta nên còn tên. Đừng có làm phiền. Nó dở mũi khoan lên. Mày nãy giờ anh nhảy anh mất quá trời máu là anh bực mất rồi. Bên kia nữa. Bên kia hình như là thiếu đồ. Chắc xuống đây rồi. Oh. Không tới rồi. Cái đó nó bự lắm luôn. Cá. Mày. Ủa cái cây mình lên level. Ở dưới đây có linh hồn nè. Hết rồi, chắc bơi lên thôi. Rồi, con sâu nó cứ kêu rít. Cái này chắc dễ đố nữa rồi. Chắc là mình đập cái cục này ra cho cái con kia nó gặp. Đấy. Sau đó mình sẽ ném nó cái. Để bám lên. Bay. Hên quá. Một cái chậm, một cái dừng thời gian. À, cái có cái hộp. Giờ suy nghĩ. Cái đường ở bên đó. Ở kia có một cái cục hồi máu rồi. Mấy bạn nhớ nha, ở bển là nó sẽ có một cái hòm. Cái đó là hình như là mình phải có một cái sợi xích gì đó. Sợi xích thì mới qua được bển. Đúng rồi, trong kia có bom. Thì là đầu tiên là phải làm chậm cái thời gian ở đây, sau đó chạy thiệt lẹ. rồi, ở đây rút đấy. Chạy ra ngoài ném lên đây. Wow, cái cảnh này đẹp nè. Nổ. Và mấy thằng thiên thần sa ngã lại tới. 3 thằng cộng. Thôi chỗ này không nhảy được. Ra đây cho nó thoáng rồi, đánh nhau. Tổng cộng có 4 thằng rồi. Mày chết liễu. Kết liễu. Kết liễu mày luôn. Bên này với bên này. Ok, lại tới một cái hồ nước nữa rồi. Lại gặp cá. Bơi xuống dưới, không có gì cả. Ở kia lại có một bầy cá. À, một cái hộp tinh hồn đây nè. Không biết mình nên chọc sâu không. Oh. Bước xuống cát rồi con sâu nó sẽ biết nha. Dạ đây nè. Nhưng mà cái bậc này cao á. Ok, chạy lên chạy xuống được. Hello. Wow. Cái vỏ nó cứng lắm luôn á, mình không có đánh được. Gì đây? Một thằng Darius nữa. Darius này chắc là Darius tướng quỷ. Tại nó không đẹp bằng cái thằng kia. Tiêu diệt ta là dễ à. Muốn tiêu diệt ta thì nó có dễ. Tụi tôi có 2 con kata. Wow. kata nó mạnh hơn, chứ mấy con này yếu xìu rồi. Ok, giờ thằng này nó đi xuống rồi. Wow, thích đánh đúng không? Mày. Thích đánh thì anh bật cái này lên đánh. Giật ra. Bây giờ mình đầy cái máu rồi. Đâu cái đường hầm này dài rồi. Nó rớt xuống dưới là nó chết rồi. Vô đây, vô đây. Mình cứ đánh nó bật xuống dưới là được rồi. Chạy cho nó lẹ. Đường hầm bị chặn luôn rồi. Đường hầm bị chặn rồi. Well, well, well. Con sâu nó ở tới trong này rồi. Đường vô ở đó. Con sâu này nếu mà mình không đứng ở trên mặt cát thì nó sẽ không biết đâu. Chạy. Liêu liêu. Giờ sao? Chạy tới cái chỗ nào gần nhất. Cái này nó sẽ gần hơn, giờ nó tránh xa được con sâu nữa. Nhanh 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 nhanh. Liêu liêu chậm rồi nha, liêu liêu. Wow 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 wow. Nhanh nhanh nhanh. Không có giỡn được, không giỡn được. Nó nhanh lắm. Chạy đi chỗ khác đi ba. Ôi nó nhìn mình kìa. Đúng rồi. Chạy đi, thế thôi chạy. Nó ở túi lần đó rồi. Chạy nhanh nhanh nhanh. Trong cát mình không có lướt được. Rồi cái tốc độ chạy của mình ở trong cát cũng bị chậm nữa. Chỉ có nó là bơi nhanh thôi. Đâu, tao qua rồi, tao qua rồi. Đó. Hoài. Đã tới bậc thềm rồi còn chết nữa. Đó rồi, nó đây nè. Bội pha nãy là bực mình thì đã tới bậc thềm rồi còn chết. Ơi, không kịp luôn. Vậy cũng phải canh con sâu nữa. Đó. Không có liều mà chạy được, phải để con sâu nó đi xa mình vừa xa. À, nó không thể tấn công vô được những cái cột này. Đi xa đi. Đấy. Nhanh nhanh nhanh. Nó ở quá gần. Nếu mà mình chạy là sẽ không kịp đâu. Ok, khúc này là ổn. Nó không thể tấn công vào đây được. Nghĩa là phải biết lừa nó nữa. Cái mặt nó kìa. Ok, giờ chạy thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giờ chạy quanh kia luôn, nó ở xa quá. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chết bây giờ. Là nãy là nó ở quá gần mình cho nên mình chết, là phải đợi nó đi xa. Lội xuống kia đi ba. Ừ. Rồi. Như vậy là ổn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok, giờ chắc là video này cũng chỉ kết thúc tại đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt.